Chào mừng các bạn quay kênh Xe Đường 8. Và video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn đó một sản phẩm xe đua rất là mới ở bên mình. Đó là mẫu Cheater Hunter. Và đây là một mẫu độc quyền mới nhất đã về Việt Nam. Thì ok thì hàng bên mình cũng vừa về thì về rất là nhiều. Thì mẫu này là bán giá rất là hấp dẫn, kèm theo đó là một cái cấu hình gọi là siêu khủng. Thì ok thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn. Thì mình hàng về thì rất là nhiều các bác đặt hàng thì như lô hàng mới này thì mình sẽ khuyến mãi và xây rất là mạnh cho 5 khách hàng đầu tiên nhé. Thì ok, mẫu Cheater Hunter thì đây là một cái mẫu full carbon. Ok, đây là một bản R8000, áo ghen R7000, xin lỗi các bạn nhé. Đây là bản full Shimano 105 nha các bạn. Đây các bạn thấy bộ đề này, rồi đến cái bộ đùi đĩa Shimano 105 nhé. Cỡ đùi đĩa là 50x34T nha các bạn. Và phanh cũng là phanh là Retro Brake nha các bạn. Và bộ phanh thì như con này bộ phanh Retro Brake thì đây là một cái bản rất là mới và mới nhất của cái bản Cheater luôn. Và như mẫu này thì mình rất thích cái bộ vành nó này. Đây các bạn nhìn hai cái cặp vành nhìn rất là thích rồi. Đây là cặp vành carbon nha các bạn. Ok, như các bạn biết rồi thì một cái cặp vành carbon này thì ngoài thị trường như các bạn mua đẻ thì nó rất là nó có một cái giá khá là mắc. Nhưng các bạn mua cái cặp vành này không 8 triệu rồi, chưa nói đến cái cấu hình của nó nhé. Và ok, thì đây bản R7000 thì các bạn có thể phân biệt, thì các bạn lật cái mút cao su ở chỗ cái ghi đông này lên nhá. Nó có ghi chữ R7000 ở đây này để cho các bạn cách phân biệt bản gọi là bản nhái và bản chính hãng nhá. Thì ok, toàn bộ cái cấu hình thì toàn bộ xe chỗ nào nó cũng ghi nha các bạn. Nhưng mà đây, đùi đĩa thì nó sẽ ghi ở đằng sau và cái bộ đề Shimano 105 sẽ ghi đằng sau luôn. Nó hơi bé nên camera mình cũng không quay được. Thì cách chuyển động con này thì khá là nhẹ nhàng. Như con này thì nãy đã có một khách ở Hải Phòng mới mua ở đây, thì những khách hàng rồi đã nhận xét thì cấu hình con này thì rất là sướng, thì với mức giá thì khá là hợp lý để số mẫu Cheater Hunter này. Ok, thì như con này thì mình đang bán với mức giá rất là hấp dẫn, thì bên mình đang bán với mức giá là 24 triệu thôi, thì giá chưa giảm nó là 26 triệu nhé. Bên mình đang giảm giá xuống còn 24 triệu thôi, thì mình sẽ để một cái đường link bên dưới cho bạn dễ tìm và mua hàng nhé. Và ok, hoặc là các bạn có thể liên hệ tới trang web của mình, đó là trang web fg3.vn, có hotline 0933522 1 tập 6 để hỗ trợ những đại thiệt hại nha các bạn. Con xin chào các bạn, cảm ơn các bạn qua video của mình nhé.